Kính chào quý vị, thưa quý vị, tôi là Hạnh Dương, thay mặt truyền hình Lion Television trên băng tần 16.10. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đặc biệt có một cái show để giới thiệu với quý vị một cái khuôn mặt người Mỹ gốc Việt mà được thế giới trọng nể, quý mến và phục cái tài năng của anh. Đó là một cái thanh niên Việt Nam trẻ trung nhưng mà tạo ra nhiều cái sóng trên thế giới về nghệ thuật, về ca nhạc và bây giờ là về vấn đề nghĩa là kinh tế. Và hôm nay trong cái show này, chúng tôi với tư cách là thay mặt truyền hình Lion Television cũng như thay mặt Vietpress USA .us xin giới thiệu với quý vị, đây là anh David Chinh Trường. Anh David Chinh Trường sinh tại Hải Dương năm 1971 và đặc biệt là anh bây giờ là chủ tịch một cái tập đoàn gọi là Global Link, tức là nối mạng khắp thế giới, viết tắt là G-Link, chữ G-Link thưa quý vị. Thì xin anh Chinh gửi lời chào đến khán thính giả trên của Lion TV và trên toàn thế giới. Vâng, Trường Ngọc Trinh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa nhà văn, nhà báo Hạnh Dương và cũng là một trong những người anh mà David đã biết anh 10 năm nay rồi. Rất là quý mến và trân trọng. Và hôm nay David Trinh Trường rất là vui và hạnh phúc được gặp lại tất cả các anh chị ở tại San Jose. Cũng như rất cảm ơn chương trình của Media Lion đã cho phép David Trinh Trương có một cơ hội để trò chuyện và tâm sự với toàn thể quý vị ở đây. Xin cảm ơn anh Hành Xin Dương. chào anh Dạ, vâng. Tin Trường nha. Dạ. Thưa quý vị, anh David Chinh Trương thì tên thật là Trương Trọng Chinh. Dạ vâng, Trương Trọng Trinh. Dạ. Trương Dạ. Trọng Chinh. Dạ. Anh sinh năm 1971 tại Hải Dương Vâng. Chia Linh ạ, Chia Linh sao đỏ Hải Dương. Dạ vâng, thưa anh. ở Hải Dương. Vâng. Thế thì năm 16 tuổi là năm 2016 thì Dạ. anh đã đoạt giải nhất về biểu diễn cái đàn đàn bầu đó quý vị, Dạ. đàn là một dây đó, Dạ. Độc đàn quyền cầm. độc huyền cầm. Vâng, Đàn. vâng. Thì trong cái cuộc thi gọi là Hoa Phượng Đỏ Vâng. Dạ. ở Hải ở Dương. Hải Dương. Dạ. Rồi sau cái giải nhất đó thì anh lại được học vào cái Học viện Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh Quảng Ninh. Dạ vâng, Đó nè. do đoàn chèo tỉnh Quảng Ninh họ họ mời đến để Và làm nhạc công, dạ, rồi và sau họ đó gửi là đi học. anh Dạ. 16, 17, 18 tuổi cái thời Vâng. gian đó là bắt đầu đi đánh đàn cho đoàn chèo Dạ. Vừa đi học. Dạ, ha. vừa đi học Thế là và anh học trong lại trường. vừa đi Dạ. biểu diễn Dạ. đánh đàn bầu rồi Dạ. tiếp theo là học về nghệ thuật trình diễn đó Dạ vâng, nè. dạ. Ở trong trường thì thời gian đấy là tôi được học âm nhạc, thanh nhạc, là đàn bầu, ký xướng âm âm nhạc và các bộ môn liên quan đến sân khấu điện ảnh. Thầy của tôi là thầy Vũ Đức Nhuần, rất giỏi, dạ. Và các cô giáo khác, cô Luyến, cô Hà, rồi thầy Thạc, rất là nhiều, thầy Khương là dạy dạy hội họa và tôi học học lỏm được của thầy rất nhiều về vẽ chân dung. Dạ. Thưa quý vị, cho đến năm 1989 thì anh đã đi qua Âu Châu Dạ vâng, tôi đi. và anh đã được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mời để dạy về vấn đề âm nhạc Dạ. cho thanh niên ở trong các cái trại Tị nạn. tị nạn. Tôi đi qua Hồng Kông trước. Tôi đi qua Hồng Kông trước và tôi đã trở thành giáo viên năm 18 tuổi. Bước sang năm 19 tuổi thì bắt đầu làm giáo viên để dạy âm nhạc cho các em học sinh ở trong trại tị nạn.
Rồi trong cái thời gian học làm ở trong các cái trại tị nạn thì anh lại được các cái giáo sư về ngành âm nhạc của Hoàng gia Anh, nhạc viện Hoàng gia Nhạc Anh, viện Hàng Hoàng gia coi Anh, như là họ Hoàng gia huấn Anh luyện Quốc. cho anh, và anh đặt những cái siêu đẳng về vấn đề piano, biểu diễn piano ở trên bên Âu Châu, rồi guitar, Vâng. rồi còn gì nữa không? Đàn bầu, Đàn bầu, sáo, nhị sáo, đã đánh hết. đàn nhị nữa hả? Vâng, Wow. từ sau này chuyển sang đánh nhạc nhẹ nữa. Có những cái đánh đàn óc, đánh đủ, cũng đủ thứ, nhưng mà chuyên sâu nhất là guitar và piano và đàn bầu. Thế sau cái show này, quý vị nhớ nha, theo dõi một cái show thứ nhì là do MC Tấn Phương sẽ phỏng vấn anh David Trinh Trương về các cái vấn đề về nghệ thuật, về guitar, về đàn đàn bầu hả, độc huyền cầm. Nhưng mà quý vị có biết không, ở trên nước Mỹ này có một cái người phát hành dĩa nhạc DVD, video DVD mà bán được rất là nhiều, đó là những cái DVD về nhạc viết bằng tiếng Anh của anh David Chân Trương, viết về về tình yêu đối với Thiên Chúa. Mà chiều hôm nay tôi có nghe một số bài do chính anh David Chân Trương viết nhạc bằng tiếng Anh, anh ta hát, và các cái nữ ca sĩ của Hoa Kỳ hát song ca với anh, cũng có những cái bài thì các cái nữ ca sĩ Hoa Kỳ hát một mình và rất là xúc động và rất là hay, quý vị. Thì cái đó anh ở trên YouTube anh có bỏ lên cho người ta nghe không? Trên YouTube thì có một vài bài thôi, còn có cái đĩa CD chắc tí nữa À, anh chút Tuấn xíu nữa Phương trong cái chương trình tới thì anh vâng, sẽ giới thiệu. vâng để giới thiệu cho quý vị nghe. Thế thì lý do tại sao mà anh làm rất là nhiều cái ngành khác nhau, mà cái tài năng đó từ nó ở đâu? Thưa anh, là tôi phải cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa là Thượng Đế đã ban cho cái talent đấy, ban cho cái những cái khả năng đặc biệt đấy. Còn thực ra con người ta có giới hạn. Tôi thì không có học quá nhiều như các giáo sư khác, nhưng mà những cái tất cả mọi sự thì Chúa đã bổ sức cho tôi, Ngài thêm sức, tại vì tôi tin vào Chúa, và nhiều khi Chúa nói là mình làm một thì Chúa làm 10 cho mình. Cho nên là mình cứ làm việc, cứ học hành, cứ cứ trau dồi kiến thức và tập luyện học hàng ngày thì sẽ được ban ơn. Rồi, thưa quý vị, từ Âu Châu thì sau khi mà đạt những cái danh hiệu ở bên Âu Châu về ngành âm nhạc, thì anh David Chinh Trương đã đi qua Mỹ năm 2008 phải không? Dạ đúng ạ. Thế thì cái lúc anh qua Mỹ là lý do như thế nào anh qua Mỹ? Dạ thưa, khi mà tôi biểu diễn và tôi trưng bày tranh nghệ thuật ở tại bảo tàng Ba Lan Mà là thì có một người Mỹ họ về, họ họ thăm quê hương của họ thì họ mới thấy mà những tác phẩm nghệ thuật của tôi có giá trị quá, đẹp quá. Mà lúc đó thì tôi lại tặng cho bảo tàng Ba Lan một cái bức tranh trị giá nhất thời đấy, thời gian đó là cái bức tranh là 50.000 đô, là giá trị nhất của tôi lúc đó. Thế năm 2005. Thế thì báo chí rồi tất cả mới đăng lên tại sao anh lại tặng những tác phẩm nghệ thuật đấy. Thì tôi mới tặng tác phẩm nghệ thuật đó giá trị nhất của mình, thì tôi mới nói là tôi biết ơn nhân dân Ba Lan, là vì trong cái hoàn cảnh mà tôi đã đi phỏng vấn rất nhiều người anh em ở đây, rất nhiều người Việt Nam không có giấy tờ sống ở tại Ba Lan mà bị các nước khác họ đuổi, thế lại chạy về Ba Lan, Ba Lan cứu mang họ, và tuy nhiên không cho chưa cho họ giấy tờ nhưng mà vẫn họ vẫn đi làm ăn bình thường. Cảnh sát có bắt xong hỏi thăm này khác, ông chủ tịch cộng đồng ông đi ra, ông bảo lãnh lại được ra, lại đi làm. Và lúc đó tôi cảm những câu chuyện ấy, xúc động ấy, thì tôi mới thấy là
Ồ, nhân dân Ba Lan tốt quá thì tôi mới tặng bức tranh này và tôi mới nói là tôi biết ơn nhân dân Ba Lan đã giúp cho người Việt Nam và tôi mong muốn của tôi là nhân dân Ba Lan hãy cho họ một cái sự ân xá, cho họ giấy tờ để họ được sống và họ được làm việc và họ được đóng thuế cho chính phủ. Thì đằng nào cũng cho họ ở đây rồi thì hãy làm việc đó thì hạnh phúc quá. Báo chí các bạn đăng lên rồi thì cuối cùng là khoảng 6 tháng sau thì tôi được Cho tin là họ lại ân xá cho một lần nữa. Rất là nhiều người được, trong đó có cháu của tôi cũng được nữa. Nên rất là vui và hạnh phúc. Đấy là cái câu chuyện từ Ba Lan. Và cái người mà ở Mỹ về thì họ 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 thấy hay quá, họ mới mời tôi: anh có muốn sang Mỹ không? Tôi muốn mời anh sang Mỹ để anh mang giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của anh cho người Mỹ biết. Thế thì tôi bảo ok, anh gửi kết nối đi. Thế anh kết nối, Vậy mời qua. thế là họ anh về nhà anh gửi, một tuần sau anh đã gửi thư mời là trong cho anh bảo tôi lên đại sứ quán Ba Lan của Mỹ để xin. Nhưng mà khi đó là ước mong của tôi là tôi mở cái công ty ở tại Budapest, Hungary, là tôi đã hứa là ok, tôi sẽ mang một người lái xe của tôi và bốn nhân viên sang để mở công ty làm việc ở tại cửa ngõ châu Âu, cửa ngõ Đông Âu, thì là ở Budapest. Thế là tôi mới nhận thư mời, nhưng mà lúc đó tôi bận nhiều việc, có nhiều live show khắp nơi cả thì tôi chưa đi được Mỹ. Từ 2005 cho đến đúng 2008 tôi mới sắp xếp được sang Mỹ thôi. Thì tôi đến Mỹ là do lời mời của ngài thị trưởng thành phố Của thị trưởng thành của phố Connecticut, New Britain. New Britain Dạ. của Connecticut, Vâng. thị Dạ. trưởng mời. Dạ vâng. Rồi khi mà anh đi qua đây thì qua đến Connecticut thì anh làm cái gì đầu tiên? Vâng, trước tiên để tôi qua thì bên đấy lại mùa mời tôi là mùa hè. Vì mùa hè mới đi biểu diễn được. Mùa đông bên ấy lạnh lắm. Thì tôi có visa thì tôi mới bay sang cộng đồng Việt Nam ở tại miền Nam California. Thì khi đó thì tôi không có thân ai hết, thì tôi gặp kết nối được mục sư bé John, bây giờ ông qua đời rồi. Thế nhưng mà lại tôi chỉ có một người duy nhất, người bạn, người anh là anh Tường Thắng. Và lúc đó thì anh Tường Thắng thời đó là liên lạc với tôi cách đây mười mấy năm, là anh làm trong tờ báo Việt Nam Hải Ngoại. Thế thì tôi thường xuyên cộng tác, viết bài và gửi bài cho anh và những cái lời đề nghị của tôi. Thế thì lúc đó thì anh em thân nhau là anh Tường Thắng, Nguyễn Tường Thắng. Thì rồi lúc đó anh ấy có là ông chủ tịch là Nguyễn Bình Bân với ông Quang Phục lúc đó, là cái thời đấy. Và tôi mới hỏi thì các anh lúc đó đã có đài truyền hình chưa? Thì lúc đó anh trả lời: chúng tôi chưa có đài truyền hình. Thế thì tôi mới nói là các anh cần phải có một cái đài truyền hình chứ. Các anh đài truyền hình thì các anh mới quảng bá được tất cả cái gì các anh mong muốn. Đấy, thế thì chắc một thời gian sau thì họ bắt đầu họ mà họ có một số những cái đài truyền hình và đài phát thanh. Lúc đó có đài phát thanh rồi nhưng đài truyền hình chưa có, và có báo chí rồi. Sau này họ đã có những cái đài truyền hình bắt đầu được mở ra ở tại Tôi có đọc mấy cái bài viết giới thiệu về anh và California. Dạ. về về tài năng của anh Dạ. ở trên tờ New York Times. Dạ. Thì như thế nào mà New York Times phỏng vấn anh lúc đó? Dạ, thưa anh, khi mà tôi đến California thì tôi giao lưu với anh Tường Thắng với những người bạn. Sau đó thì tôi bay về Texas và tôi đã tổ chức một cái cuộc triển lãm ở Texas, là Houston, Texas, là cuộc triển lãm đầu tiên do ông Bình nhà Địa ốc ấy. Ở đó ông có một cái gallery tranh, ông tổ chức giúp cho tôi một cuộc triển lãm đầu tiên. Sau đó thì thưa anh là tôi đã bay về Chicago, từ Chicago tôi bay về Connecticut và đúng cái thời gian mùa hè đấy, đúng như là họ ban tổ chức dự định đấy, thì tôi đã trưng bày tranh nghệ thuật, biểu diễn những tác phẩm piano do tôi sáng tác. Sau đó thì cái tờ báo họ mới đăng lên, thì báo đó họ link khắp mọi nơi, thì lúc đó thì mọi người đã biết đến. Tức là sau đó thì tờ New York Times mới Dạ, đăng đăng lên đăng hả? lên, dạ họ đăng Thì lên và từ khi mà tờ New York Times đăng dạ. lên thì là khi đó mới cái
cái tập đoàn về về Dạ. phòng tranh Vâng. gallery cái gì nhỉ, Ở New York, Agora, Agora. Dạ. Dạ. Gallery Vâng. là cái tập đoàn Vâng. về về tranh Chuyên lớn nghệ nhất thuật của nước tranh nghệ thuật Mỹ. lớn nhất của Dạ. nước Mỹ, Dạ và họ thì mời. khi đó họ 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 mới mời mời tôi anh. triển lãm. Và họ nên họ xem tranh và lúc đó thì họ là người định định giá. Thì khi tôi mới đến Mỹ khi đó thì tranh lúc đó thì cũng một cái bức tranh lớn như này thì của mình lúc của tôi lúc đó nó khoảng tôi để giá khoảng 50.000 đô thôi. Và những nhỏ nhỏ thì khoảng 1.500, 2.000 đến 10.000 chẳng hạn, đến 3-40.000 đô thôi. Thế nhưng mà khi mà tập đoàn này họ xem tất cả background tiểu sử rồi, họ xem những cái khách hàng của mình đã sáng tác trong cả một quá trình từ năm 2000 đến đến 2008 lúc đó, N9. Thì lúc đó thì họ đã xem hết toàn bộ thì họ họp xong họ đưa ra một cái bản giá cho họ định giá. Thì lúc đó thì wow, tôi có những tác phẩm đã định giá đến hơn 1 triệu đô. Rồi từ 10.000 từ 18.000 đô là nhỏ nhất. Thế xong họ đưa cho tôi một bản ký hợp đồng và họ sẽ triển lãm vào năm 2010 để cho tôi có một cái thời gian chuẩn bị. Thế thì Tôi vâng. thấy ở trên cái của cái tập đoàn về Agora Gallery đó thì có cái thông tin là họ đã bán một cái bức tranh của anh năm 2014 là 1.200.000 đô la Mỹ, thì có Một phải triệu là 125.000. 1.125.000, đó là bức tranh anh vẽ về cái gì nhỉ? Tôi vẽ về Chúa Giêsu trước cái tiệc ly. Tôi vẽ về bức tranh tiệc ly là tôi vẽ khác với ông Leonardo da Vinci ở chỗ là họ ngồi ở trên một cái bàn rất là giản dị và cái bữa tiệc đấy nó rất là đơn giản, nó chỉ có bánh mì và một cái chai rượu nho thôi và một cái chén ly thôi, chứ nó không phải là một bữa linh đình giống như là cái ông Leonardo da Vinci ông vẽ. Và lại nó khác ở chỗ là trang phục của quần áo của Chúa nó rất là đẹp. Mà do nó rất là đơn, khi tôi vẽ thì đơn giản, còn ông Nilo anh chị ông vẽ cái trang phục rất đẹp lè loẹt, quần áo có thể giống như là người phụ nữ ấy, như là cái tay của họ giống như người phụ nữ ấy. Thì có nhiều người có nhầm tưởng là trong đó lại có người phụ nữ, nhưng mà trong Kinh Thánh thì Chúa nói không có cái người phụ nữ nào trong đấy cả, chỉ có 12 môn đồ ngồi ở trên phòng cao. Và tôi liên tưởng là khi tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều và để tôi vẽ bức tranh này. Thế thì tôi phải học, trước khi vẽ bức tranh này tôi học 3 tháng thần học liên tiếp ở tại Thánh Kinh Thần Học Viện ở miền Nam California. Và lúc đó là hiệu trưởng với là viện trưởng thì là Nguyễn Anh Tài. Rồi tôi rất thích những cái bài giảng của mục sư Thủy, mục sư Thạch, ông ấy giờ là viện trưởng bây giờ trong thời gian đấy. Và tôi học và tôi nghiên cứu Thánh Kinh thì khi đó thì tôi mới nhớ lại từng chi tiết Chúa muốn tôi vẽ cái tác phẩm này. Từ khi tôi bắt đầu vẽ là năm 2000 thì tôi bắt đầu vẽ thì tôi ước mơ là tôi vẽ làm sao mà vẽ được cái bức tranh tường ly, và lúc đó kỹ thuật mình không có. Nhưng mà cái điều thú vị thưa quý vị là tôi, quý vị mà để ý thấy trong cái trang web của tôi là có những cái slogan là giấc, cái logo là giấc mơ huyền diệu, là tôi đã được gặp Chúa rất nhiều lần. Và khi mà tôi bắt đầu vẽ năm 2000 là Chúa dạy tôi vẽ. Tôi nằm mơ cái thì lại, tôi cứ nằm ngủ xuống thì lại có người mặc áo trắng dạy tôi, cầm tay tôi, con phải vẽ như này, vẽ như này. Thế là mấy lần 3 đêm liên tiếp như thế. Và sau đó thì tôi lúc đó tôi cũng chưa chắc chắn có phải là Chúa không. Tôi là người tin Chúa lúc đó là mười mấy 20 năm mà tôi vẫn còn nghi ngờ. Và tôi nghĩ là lúc đó thì tôi về thì tôi thuê một cái nhà ngay sát bãi nghĩa địa thì tôi cứ tưởng ma tôi cũng nghĩ là đó là Chúa. Nhưng mà sau 10 năm khao khát tôi sang tới Mỹ rồi thì tay nghề tôi giỏi rồi, lúc đó là tay nghề giỏi rồi, liên tiếp vẽ mà. Thế là giỏi rồi thì tôi sang cả châu Âu, sang cả bảo tàng rồi khắp mọi nơi để nghiên cứu, để vẽ tranh. Bảo tàng Louvre tôi đi hết, tôi đã được sống ở bên Pháp 3 tháng liên tiếp. Và thị trưởng thành phố của Pháp lại tài trợ cho tôi học ở bên đấy. Tài trợ cho vào bảo tàng và tài trợ khách sạn cho tôi sinh sống. Khi mà họ nhìn thấy tranh của tôi,
vẽ về những đồng quê, quê hương Việt Nam rồi biểu diễn, và họ họ thấy một người nghệ sĩ sống hết với cái tấm lòng của mình với nghệ thuật, thì họ bảo tôi muốn cái gì? Thế bảo, tôi muốn ông tài trợ cho tôi ở đây vài tháng để tôi học. Ông y đã tài trợ cho tôi nè, ký giấy. Giờ tôi cứ lựa ở khách sạn, và tôi sau đó là tôi có một cuộc triển lãm rất lớn ở tại tại trung tâm Paris, và con trai của anh Vũ, họa sĩ của con trai của ông Trần Dần đó, nhà thơ Trần Dần, nhà văn đó, đến xem triển lãm của tôi nữa, rồi nhiều người đến xem. Anh và tôi ở Pháp bao nhiêu năm mà chưa được biểu diễn, chưa được trưng bày ở đây đâu. Thế rồi đây là một cái dịp mà rất là giá trị. Thế thì thưa anh, thì tôi giỏi nên là từ từ đó, và sau 10 năm trở lại cái lúc mà tôi nằm mơ tôi gặp Chúa lần thứ, lúc đó có thể là lần thứ tư. Sau cái thời gian 2000 là tôi gặp Chúa 3 lần liên tiếp trong một đêm, trong ba đêm, đúng rồi, trong 3 đêm thì phải, 3 đêm. Thế thì tôi khát khao, sau đúng 10 năm tôi về Mỹ thì tôi bắt đầu gặp Chúa. Tôi bắt đầu gặp Chúa, tôi học trong Thánh Kinh Thần Học Viện, và học xong rồi trong 3 tháng rồi thì nơi hai chưa biết đi đâu. Một là đang dự định đi Texas. Thế thì tôi mới lại nằm mơ một cái giấc mơ rất là sâu giữa buổi chiều, buổi trưa hôm đó. Thế là Chúa ngồi giống như anh đang ngồi với tôi này, độc thoại với tôi như này. Tôi vẽ chân dung khuôn mặt y chang như bức tranh bây giờ, mà tôi nhớ từng chi tiết. Khi tôi tỉnh dậy thì mồ hôi toát hết ra, và thì từ giây phút đó thì tôi mới nhớ là à, lúc khởi đầu vẽ của tôi là 3 đêm liên tiếp Chúa đã dạy tôi, và suốt từ hành trình tôi đi là có bàn tay của Chúa hướng dẫn hết. Thế thì tôi đến thì tôi bắt đầu mới quay lại, thì tôi vẽ bức tranh 6 tháng liên tiếp thì xong cái bức tranh Tiệc Ly ở Seattle. Tôi bay về Seattle luôn, tôi rời California, là tôi nhớ lại tôi đang vẽ dở bức tranh ở Seattle. Còn lúc đầu thì tôi vẽ ở California, tôi vẽ phác thảo, thì tôi vẽ thì tôi mời mục sư Linh, Đoàn Hương Linh, rồi các mục sư Sơn, rồi các mục sư rất là quý mến thì hay cầu nguyện cho tôi, đến cầu nguyện trên YouTube cũng có bây giờ. Thì tôi bay về tới Seattle mà mục sư Phan Phước Lành không hề biết. Tôi đến sân bay rồi tôi mới gọi ông mới giật mình, ông bảo, tại sao mày phải có một cái schedule để đến như này, báo trước tại sao đến giật mình như thế. Đến bất ngờ như thế thì tôi mới nói. Thế là ông ấy lại tạo điều kiện cho tôi 6 tháng ở Seattle, và tôi hoàn thành bức tranh này. Hoàn thành bức tranh này thì thưa quý vị là mấy năm sau bắt đầu quảng cáo ở New York, mấy năm sau bắt đầu mới mới có người mua. Tức đấy. là cuối cùng bức tranh tiệc buổi tiệc ly đó thì đã bán được 1.125.000 đô la Mỹ. Thì thưa quý vị, hiện nay trong cái kho tàng tranh của anh có hàng trăm bức tranh, và có những bức tranh được định giá trên 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Và quý vị cũng biết rằng là một cái con người Việt Nam mà được các cái viện bảo tàng, các cái nhà nghệ thuật trên thế giới họ trân trọng, mà tại sao anh lại đơn giản mà rất là khiêm tốn vô cùng. Tôi sự thật là anh nói chơi với tôi, anh em chúng tôi gặp nhau thì vào năm 2010, Dạ đúng. đúng không? Vâng. Thì thưa quý vị, lúc đó tôi làm phó chủ tịch một cái tập đoàn về cà phê, tức là Healthy Coffee. Thì anh trên trường vô theo dõi cái Healthy Coffee. Healthy Coffee nó có tới 40 cái công ty thuộc quyền ở trên 40 quốc gia, và nó phát triển lớn nhất là ở bên Nhật Bản. Dạ. Thì khi đó tôi làm phó chủ tịch, thì anh đã tới liên lạc trên Healthy Coffee thì nghe nói là người Việt Nam tên chi cái tập đoàn của Healthy Coffee họ giới thiệu cho tôi. Dạ. Thì một cái người mà tôi đón anh là đón trên cái chiếc xe đò Hoàng, Dạ vâng. không mang một cái túi xách Dạ vâng.
mặc cái quần jean đi láng bạt lắm, Được. đội cái nón mà tôi nghĩ cái nón đấy bây giờ vẫn còn thì phải Không, thưa anh, tôi á. mất nhờ lón. Mất liên tiếp rồi. Rồi Quên nói nữa. chuyện với nhau rồi đưa hai anh em làm với nhau, nhưng mà anh ấy còn nói với tôi những cái điều, anh nói công ty này tôi nghiên cứu rồi, nó là một cái tập đoàn lớn, nhưng mà làm như thế này nó sẽ không đạt, nếu mà anh nó làm thì sẽ như thế này, thì tôi nghĩ lúc đó tôi nghĩ bố lão trách này nó hơn không biết cái gì đâu mà nó phê bình một cái tập đoàn mà nó đã có 40 quốc gia rồi, mình coi thường. Nhưng mà rồi anh em sau đó càng lúc càng quý nhau bởi cái tình coi mình coi chuyện là bình thường anh à. Thế thì cho đến gần đây đó, hình như một vài tháng trước đây thì tôi thấy một cái độc giả của Vietpress USA gửi cho tôi một cái link mà thấy rằng là bên Việt Nam người ta có tổ chức một cái buổi mời và công bố rằng là Việt Nam được đón tiếp ông David Chinh Chinh Nguyễn Trinh Trương, Chinh Trương Trương Ngọc Trinh sẽ trở về. và trở về, và ông Chinh Trương này là một cái tập chủ tịch một cái tập đoàn về tài chính của Mỹ, rồi biểu diễn về, về các cái nghệ thuật về đàn tranh, đàn guitar, đàn piano. Ủa, tôi nói từ lâu rồi tôi là nhạc sĩ, tôi là viết nhạc, tôi là Huyền Anh. Quý vị cũng nghe nhạc phẩm như là tổng thể bài của tôi chẳng hạn, Rồi, ai cũng biết. Nhưng mà tôi chơi với ông này tôi chưa hề nghe ông anh David Chin sáng nói là anh là sáng tác, tác. tôi rất là ngạc nhiên. Thế tôi liên lạc, tôi mới hỏi sao, nói là em đang ở California, nói bây giờ như thế nào, thì ông cho tôi cả một cái danh sách mà các cái công ty anh ta đã phát triển ở đây. Thế thì thưa quý vị, tôi có trước đây mấy năm trước thì tôi có nghe anh có mời tôi đến một vài cái sự kiện rất là lớn tổ chức ở các cái tiểu bang, các cái nhà trình diễn rất là lớn, nhưng mà tôi không nghĩ, tôi nghĩ chắc là này cũng làm với nào ấy, chứ đâu phải là. Nhưng mà sau này thì quý vị biết rằng anh ta đã mua lại một cái công ty rất là lớn, công ty này là công ty đối tác của Google và chuyên môn cấp chứng chỉ cho Google ở bên các nước Á Châu phải không? Đó là công ty Green John Stock Company, GSC. Quý vị có thể Link G là viết tắt chữ Global là toàn cầu, Link là nối kết, S là quảng cáo đó, John Stock. Thì công ty này nó đã là đối tác của Google 11 năm, và anh David Trương Trọng Chinh đã mua lại cái công ty này. Thì công ty này nó lại có một cái công ty thuộc quyền nó là K1.vn, tức là nó sở hữu hàng ngàn Hơn ngàn người mẫu. hơn 1.000 người mẫu. Đúng ra là họ có cộng tác viên khoảng hơn 6.000 người mẫu. Và bây trong thời gian này thì vừa đã biết vừa xem trên cái trang web thì có hơn 1.000 hồ sơ đang apply, đang đợi. Thế Thưa quý thì vị, dạ. tức là anh đã mua lại Vâng. luôn hết tất Dạ, cả những mua cái hết tất này. Dạ, cả. quý vị Dạ. có thể lên trên Google search thì Vâng. quý vị thấy rằng là David Chinh Trương đã chính Dạ. thức mua cái này. Anh Vâng. mua từ năm nào? Dạ, 2018. 18. Dạ. Vâng. À, thưa quý vị, Cuối năm. đấy Dạ. là cái chuyện rất là ngạc nhiên. Vâng. Nhưng mà cái ngạc nhiên của tôi hơn nữa đó là anh đã thành lập những cái tổ hợp ở bên này, ví dụ như glingmuseum.com. Quý vị có thể vào cái glingmuseum.com mà kỹ thuật của Lion TV có thể là mở ra đó cho quý vị xem. Rồi Glink Art, Art là nghệ nghệ thuật đó. Glinkart.com thì về các cái thông tin về của cái công ty.
Quý vị cũng có thể thấy rằng có một cái glinknews.com thì là một cái trang tin tức của tập đoàn Glink. Thì trong này thì còn có cái Hôm nay. ngôi sao hôm nay.com Dạ vâng. thì nó cũng là một cái trang để mà về các cái ngôi sao, phải Vâng, không? dạ vâng. Và cái chương trình là sẽ tổ chức những cái sự kiện thế giới, phải là Vâng, do dạ vâng. Glink Dạ. tổ chức. Vâng. Thì tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì khi mà tôi đi vào tôi thấy thực tế là những cái này nó tốn kém tiền bạc vô cùng, và bây giờ anh đã bắt đầu chuẩn bị, trong có lẽ là trong một vài tuần nữa thì ra thị trường chứng khoán qua OTC, Dạ. và để bán, bắt đầu bán các cái cổ phiếu, phải không Vâng. Dạ, ạ? thưa anh, thưa quý vị là công ty Glink tuy mới thành lập ở tại Mỹ vào tháng 2 năm 2019. Thì tra trên trên đang trên đà phát triển và hoàn thiện tất cả những cái trang web và các thông tin đang dần dần để phát triển và hoàn thiện. Và Glink thì bây giờ thưa quý vị là cũng có trên 400 người tham gia, trên 400 người làm việc cho Glink bây giờ. Cho nên là có những người thì được trả lương khoảng bằng cổ phiếu, trả lương bằng tiền mặt rồi đó, thì chúng tôi đi hai hướng. Và thưa anh là tuần tới thì chúng tôi đã thành lập và đã được giấy phép của chính phủ Mỹ rồi. Nhưng mà tuần tới thì chúng tôi sẽ xin giấy phép để được bán cổ phiếu. Bán cổ phiếu. Và lộ trình của chúng tôi đi là chúng tôi lên OTC vào tháng 12 năm nay. Và muộn nhất là tháng 4 năm 2020 thì chúng tôi sẽ phát hành cổ phiếu ở trên sàn OTC và có mã giao dịch chứng khoán. Quý vị, những người đang sở hữu cổ phiếu của chúng tôi bây giờ thì họ có quyền được bán. Và đến năm 2021 và đầu 2022 là chúng tôi sẽ lên kế hoạch là sẽ lên sàn Nasdaq. Tôi có một cái điều thắc mắc là ở Hoa Kỳ, từ vì anh biết rằng là trước đây tôi làm chủ tịch, đó là phó chủ tịch mấy cái công ty cũng ra thị trường chứng khoán, thì cái khoản credit, cái khoản tiền hay là cái gì đó để mà bảo chứng Đúng. nó rất là cao. Dạ vâng, 75 triệu đô. Nó hàng đó bây giờ là 75 triệu. 75 triệu đô Dạ la đúng mới rồi. ra được. Đúng Thế rồi. thì anh lấy cái gì để mà anh bảo Dạ. chứng để anh xin Dạ. được Giấy phép. cái giấy phép chứng khoán bây Dạ. giờ? Thưa anh là chúng tôi đối với bảo chứng thì người ta có là chúng tôi hiện nay thì chúng tôi Có có tiền. 200 triệu đô về về tài sản. Tài sản Tiền ví tức là dụ tài như là sản. chúng tôi có tranh của Picasso, chúng tôi có tranh hơn 100 bức tranh của tôi để đứng ra làm bảo chứng cho những cái Đúng việc rồi. này. Rồi cái điều quan trọng nữa là chúng tôi phát hành 1 tỷ cổ phiếu. 1 tỷ cổ phiếu này chúng tôi phát hành thì chúng tôi giữ lại 30%, 300 triệu. Và chúng tôi bán ra thị trường là 700 triệu cổ phiếu. Thì chúng tôi bắt đầu từ 0,001 cent penny. Thì đến ngày hôm nay nó tăng giá lên được 0,18 cent rồi. Nó chuẩn bị mấy ngày nữa lên khoảng 20 cent. Thì thưa quý vị, chúng tôi lộ trình của chúng tôi đi trong 3 năm. Vì tôi muốn đi 3 năm để đóng thuế. Tôi muốn đóng thuế một cách Công khai công khai rõ ràng. và tôi muốn dùng cái thời gian đấy để tôi đi phát triển thị trường, nhân viên của tôi đi phát triển thị trường, bán cổ phiếu, chúng tôi bán tranh tặng cổ phiếu. Tôi làm khác tất cả mọi người mang cổ phiếu đi bán mãi bán hết cổ phiếu thì không có sản phẩm gì hết, backup thì cái cổ phiếu nó không có giá trị. Nhưng mà chúng tôi là bán tranh tặng cổ phiếu cho quý vị. Mặc dù chúng tôi sẽ được quyền bán cổ phiếu, nhưng mà tôi làm khác là vì chúng tôi cần có cái doanh nghiệp để backup, chúng tôi báo cáo thuế đầu ra đầu vào một cách nghiêm chỉnh, một cách rất là chuẩn. Thì cái sự tăng trưởng của công ty, tôi bán nghệ thuật là siêu lợi nhuận. Cho nên là không có một công ty nào có thể so sánh được cái việc mà lãi suất như thế.
và tôi đang trả tiền hoa hồng ra cho mọi người rất là cao. Ừ. Thì tôi trả tiền hoa hồng cao như vậy thì tôi sẽ có tạo ra rất nhiều người có công việc làm và người ta đang rất là hạnh phúc. Có những người có thể là họ kiếm cả 10.000 đô một một tháng ở trong công ty của tôi mà chúng tôi mới bắt đầu 2 tháng mà. Thì thưa quý vị là gì? Chúng tôi tạo công ăn việc làm cho người ta. Chúng tôi giúp đỡ cho người ta thành công. Và chúng tôi vẫn còn một nửa số tài sản khi chúng tôi bán ra. Ví dụ tôi bán cái tranh 10.000 đô, tôi trả ra cho thị trường cho những người làm marketing 50%. Chúng tôi vẫn có 5.000 đô. Siêu lợi nhuận, không có một công ty nào vật tranh nên là tôi vẽ và tôi đã edit tranh ra. Tôi được quyền edit và đăng ký với chính Phải phủ đăng hết. ký À, number. dạ vâng. Thế thì chúng tôi đã nghĩ ra idea này, tôi đã Chúa cho tôi cái idea này để làm. Và tôi phát hành tranh điện tử, tôi phát hành tranh và tôi bán tranh và tặng cổ phiếu cho quý vị. Và đây là tôi đã nhìn lại là cả một quá trình đi làm việc về về như anh biết là các sân sàn coin rồi gần đây hot nhất là Bitcoin đúng không? Bitcoin. Tôi cũng đã thắng Bitcoin một lần. Cho nên là nhưng tôi nhìn lại ấy, là Mà không có bệnh. nếu mà để mà run thị trường Bitcoin thì nó không được hợp pháp. Thế thì anh em mình là những người Cần mà hợp thành pháp. công ở trong 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 xã hội này. Mà tại sao mình lại làm một cái việc không hợp pháp? Thì mình tại sao mình lại bây giờ làm tiếp tục những việc không hợp pháp? Thì mình chỉ có đi vào tù thôi. Đúng. Thế thì tôi không bao giờ làm cái việc đấy và nó sẽ không có, nó không được và nó lên xuống phập phù lắm và nó không được ổn định, không ai bảo chứng hết. À, thế thì tôi nhìn lại toàn bộ hành trình đi, tôi nhìn thấy Amazon, tôi nhìn thấy Alibaba, tôi nhìn thấy Google, tôi nhìn thấy Facebook, tôi nhìn thấy Costco, tôi nhìn thấy Walmart. Đấy là những đại gia, rồi những công ty nhỏ rất là nhiều. Thì tôi đã nhìn thấy tất cả những người tỷ phú ở trên thế giới này họ định hình bằng cổ phiếu. Đúng rồi. Và chính vì điều này tôi mới bây giờ là những cái điều thời gian là mình phải xây dựng công ty và phát hành cổ phiếu một cách đúng mức. Thực ra cổ phiếu nó rất là khó để mà đưa lên. Nhưng mà không phải là anh có tiền anh đã đưa được lên cổ phiếu. Anh phải cần có sự nổi tiếng. Anh cần phải tạo ra một cái giá trị cộng đồng thực, tạo ra một cái sản phẩm có cái giúp ích cho cộng đồng thì người ta quý mến anh, người ta mới mua cổ phiếu của anh. Còn hàng nghìn hàng bao nhiêu cổ phiếu bán ra rồi lên OTC cũng chết ở trong sàn OTC không có thắng được. Cho nên nhân đây thì tôi cũng chia sẻ với quý vị luôn là nếu quý vị mua cổ phiếu thì phải nhìn vào cái nền tảng của công ty, cái sự phát triển của công ty, nhìn vào công ty có cái gì, có cái trí tuệ. Và chính vì những điều đấy tôi đã thuê hai kỹ sư của Mỹ học ở Mỹ và một em học ở Mỹ là 14 năm, một em là sống ở Mỹ 25 năm chuyên làm app cho Mỹ, là người Việt Nam. Tôi thuê họ 6 tháng nay họ làm cho tôi cái app. Và trở lại vấn đề camo là gì? Là một cái sự nối kết giữa con người với con người. Thì tôi mới thấy được là à cái ý tưởng của họ có hay đấy. Uber họ kết nối xe như thế nào thì bây giờ chúng tôi kết nối Kết con nối người con như người. thế và chính vì điều đấy tôi mua công ty GlinhAd để đưa về Mỹ và thành lập công ty đúng tên đấy ở Mỹ luôn. Thì chúng tôi có thể là anh Hạnh Dương ở đây có thể về Việt Nam hay đi sang Campuchia, đi bất cứ quốc gia nào hay là ở các quốc gia khác kết nối với anh Hạnh Dương. Muốn được anh Hạnh Dương nói chuyện hay là chúng ta muốn được bất cứ một cô siêu mẫu nào nói chuyện chúng ta, ăn cơm cùng với chúng ta hay là cô ấy đến cô tặng hoa cho chúng ta. Vì ngày sinh nhật của quý vị hay ngày ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ của quý vị hay là hưởng thọ của bố mẹ quý vị hay là chính ngày sinh nhật của các quý vị hay là kỷ niệm ngày cưới của quý vị hay tất cả các tiệc vui hay ngày cưới con cháu của mình thì muốn có bất cứ một cô model nào đẹp đến tặng hoa đến hát thì đều được có hết. Book qua cái app của chúng tôi, book qua trang web của chúng tôi là chắc chắn make sure là người đấy sẽ đến tặng hoa hát happy birthday anh Hạnh Dương hay là happy birthday daddy hay là mommy vân vân.
thì chúng tôi make sure là những người mẫu của chúng tôi đều được kiểm tra là người mẫu thật, có số đo, có chiều cao, có đầy đủ hết tất cả, và có ký hợp đồng với công ty, thì chúng tôi đảm bảo mấy cái sự nối kết. Ví dụ như từ Việt Nam muốn sang đây mua nhà, hay muốn cho con em mình đi du học, hay là từ Mỹ về muốn mua nhà ở Việt Nam hay Campuchia, hay là ở bất cứ quốc gia nào mà cần kết nối với ai, chúng tôi kết nối được hết. Và phải trả tiền cho cái cuộc nói chuyện đấy. Ví dụ như ai muốn nói chuyện với bất cứ một 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 người nào đó, anh Hạnh Dương, thì phải trả tiền cho cái cuộc nói chuyện. Trước khi trả tiền thì trả tiền cho công ty chúng tôi, chúng tôi giữ đã, chúng tôi mới trả cho cái người nói chuyện này 20%, và chúng tôi chỉ cần 20% thôi. Tại vì chúng tôi ngoài ra thì xong cái việc này rồi tôi mới xây dựng cái gì? Cái công ty chúng tôi xây dựng là Academy, là một cái trường đại học nổi tiếng luôn. Chúng tôi xây dựng cái trường đại học này là gì? Trường đại học online. Anh là nhà thơ, anh là nhà văn, anh là nhà đạo diễn, anh là đạo diễn, anh là nhà viết kịch, anh là một trí thức, anh là tiến sĩ, vân vân. Tất cả những người mà có bất cứ sản phẩm nào mang tính nghệ thuật hay khoa học mà muốn bán hay muốn chia sẻ cho mọi người thì vào cái app của chúng tôi. Cái app của chúng tôi 2 tuần nữa bắt đầu sẽ công bố. App chúng tôi đã làm 6 tháng nay, hơn chục nhân viên đang làm việc liên tiếp 6 tháng nay rồi. Thì thưa quý vị là chúng tôi dùng những người mà có kiến thức ở đây để viết theo đúng ý tưởng của tôi. Thì thưa quý vị là khi cái app này thì nó sẽ được công khai tất cả, và chúng tôi xây dựng một cái trường đại học Academy, và app của chúng tôi đi về vui chơi giải trí. Chúng tôi chuyên tổ chức các live show. Sự kiện. Vâng, sự kiện. Thì thưa các anh là chúng tôi là người mà tìm kiếm tài năng trẻ, tìm kiếm tài năng thật. Quý vị, con em của quý vị cho nó đi học piano để cho nó bớt game đi, đúng không? Hay đúng là rồi. Dành những thời gian khác thì cho con em mình chỉ là cái hobby thôi, hobby thôi. Nhưng mà biết đâu đó con anh con của cô quý vị nó đánh guitar rất là hay, nó hát rất hay, hay nó đánh piano siêu cao thủ, tầm cỡ đại học rồi. Mà lại có khi mình bảo nó biểu diễn nó cũng không biết biểu diễn, nó không có khán giả, nó không có hứng thú, không có ai support. Không ai support nó, là những cái tài năng đấy nó sẽ bị thôi, nó bị khuất đi, nó không có ai giúp. Thế thì sau này có khi lại bố mẹ mình biết con mình giỏi mà không biết đâu, phải hướng nó đi bác sĩ hay đi kỹ sư cơ, thì mất đi một cái tài năng. Công ty chúng tôi mở ra như này là các quý vị sẽ cho con mình biểu diễn, đưa lên cái app. Chúng tôi chuẩn bị tổ chức cuộc thi trong tháng 9 này, chúng tôi sẽ công bố cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ này trên toàn thế giới nhé quý vị nhé. Không phải tôi làm show, là tôi làm trên toàn thế giới. Tôi tuyển lựa mỗi một quốc gia một người giải nhất, mỗi một quốc gia một người giải nhất, tôi đưa về Mỹ. Các em từ 8 tuổi hay 7 tuổi hay từ 5 tuổi cho đến 18 tuổi, các em nào mà giải nhất là chúng tôi bốc sang Mỹ, tôi tài trợ học bổng luôn, ăn học luôn, và ký với công ty chúng tôi 5 năm. 5 năm là các em đủ trưởng thành rồi. Mỗi mùa hè chúng tôi cho các em đi biểu diễn. Và chúng tôi dự định là kế hoạch của chúng tôi là mang toàn bộ tài năng thế giới về Mỹ. Thì đất nước Mỹ có ủng hộ không? Dĩ nhiên rồi. Anh có ủng hộ không? Quý vị có ủng hộ không? Quý vị ủng hộ thì quý vị... À, mình lại nói về cổ phiếu vào. Đang nói về cổ phiếu đấy. Đó, thì về sang quý vị. Nhạc. Không, dạ. Bây giờ, dạ. Tại vì anh, cái đầu óc của anh David Chính Trương này á, thì là nó mỗi... Nó lộn xộn, nó nằm nhiều khối quá. Từ dạ. Hội họa đến thi, đến dạ. Hội kèn, đến dạ. Piano, đến đàn bầu quá. Nó đủ thứ trong. Vâng, dạ. Nên chị, thưa quý vị, nhưng mà con người của David Chính Trương yeah. làm việc thứ nhất là khiêm tốn, yeah. tin ở Chúa, tin ở Thượng Đế. Và mọi cái anh nói rằng cái đó là do Chúa. Vâng. Anh không có nói cái gì về anh này cả. Yeah. Yeah. Quý vị có thể vào cái trang web nổi tiếng của Mỹ, đó là fineartamerica.com, tức là
về 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 mỹ thuật Vâng. của Mỹ đó, Vâng. fineartamerica.com, rồi quý vị chờ tìm kiếm cái tên là David Chin viết tít nha, rồi chữ Trương vừa rời ra thì quý vị sẽ thấy rằng ở đó người ta trân trọng cái các cái tác phẩm của David Chin Dương như thế nào. Quý vị cũng vào mấy cái chỗ glingmuseum.com để xem các cái xem trên. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn vào để mà ghi danh để mà học các cái chương trình được thì vào Đi cái làm, hả? họ nếu mà muốn đi làm việc thì họ vào cái ID hả? ID chấm i i chữ ID chữ y ngắn với chữ chữ chính. JD đó, ID chấm một cái glingart.com. Quý vị vào đó để apply muốn là tôi muốn đi học cái ngành gì, hay là muốn cái gì, như thế nào, hay là muốn đi làm, muốn làm việc, muốn làm hay việc, là muốn mua tranh cũng hay ở là trong muốn đó mua cũng tranh có. tất cả. Thế thì quý vị có thấy rằng ví dụ đây là một cái bức tranh mà tranh bằng Sơn dầu. sơn dầu, Vâng. anh đã mới vẽ chớp nhoáng Vâng. Dạ. mà vẽ cái sơn dầu mà vẽ theo cái kỹ thuật Acrylic à? mới, Dạ, acrylic. nó khô liền, Khô liền, dạ, phải không? đúng rồi. Dạ. Dạ. Thế thì quý vị cứ thấy rằng á, cái bức tranh này là anh đã vẽ những cái bức tranh của anh vẽ thì rất là nhanh và cái giá trị nó rất là đặc biệt. Anh đã có ba cái khuynh hướng trong cái vẽ tranh. Dạ. Ba khuynh hướng giống ba bác. Khuynh hướng khác Ba nhau, tức ba là dạ. nhưng mà tôi có lẽ là tôi thích nhất đó là anh vẽ vẽ truyền chân á, À, vẽ vẽ truyền chân truyền thần. truyền thần á, Chân dung. Chân dung Chân á. dung đúng không? Wow. Dạ. Chân dung. Quá thiệt là một dạ. cái bất ngờ. Dạ. Một dạ. cái bất ngờ. Thưa anh, là tôi học vẽ, tôi nghiên cứu vẽ chân dung của ông Leonardo da Vinci. Và trong phong cảnh thì tôi học của ông Monet. Và trong cái những cái modern art thì tôi học của ông Van Gogh, Vincent Van Van Gogh. Gogh. Dạ, đó, đấy là những Thế thì cái. như cái bức tranh này là về cái trường phái như thế nào? Cái này thì nó hơi na hiệp tí, nó gọi là giữa cổ điển và hiện đại. Thì ở trong đây nó là impressionist, thì nó cổ điển, nó tả thực. Tả thực nhưng nó vẫn mang tính hiện đại ở trong cái tả thực đấy. Và ở đây là bức tranh này thì tôi vẽ chân dung của vợ bác sĩ Michael Dow ấy. Nhưng mà tôi vẽ cái mặt nạ lên để quý vị nhìn nó sẽ chưa thấy rõ. Nhưng mà ở đây quý vị nhìn cái bức tranh nó đặc biệt này. Từ cái việc tôi ký ở kia, quý vị có thể nhìn thấy giống như bức tranh tường. Nhưng mà quý vị nhìn lâu lâu thì lại nhìn thấy là cái ngôi nhà nó sát bờ biển. Nhìn ra cái cây cầu. Nơi đây là tôi cũng hay ra đây ngắm. Thưa quý vị, dạ. bất cứ bây giờ trong cái thế giới hiện nay hiện đại rồi, nhà cửa chúng ta, ai có nhà thì cũng muốn trang trí vâng. một cái bức tranh, một vài bức tranh trên tường. Vâng. Thế thì đâu có phải ai cũng mua được tranh mà bản chính đâu. Vâng. Thì anh David Chin cũng như các cái họa sĩ của Mỹ, người ta phải đăng ký với cái chính phủ, dạ. họ phát ra bao nhiêu copy, edit ra bao hoặc nhiêu copy, printing, dạ. tức là người hoặc ta sẽ in ra y như vậy, vâng. với cái khổ lớn hay nhỏ gì đó, theo dạ. đó thì người ta sẽ là, vâng. là cấp một cái bán một cái bức tranh như vậy thì cấp một cái chứng chỉ, dạ, vâng, dạ. thưa thì đối với tôi thì nó hay ở chỗ là như này, thưa quý vị, là quý vị mua một bức tranh treo, nhưng mà treo tranh lại ra tiền. Tại đúng. Sao? Tại vì anh sở hữu một bức tranh dù là tranh in thôi cũng được, nhưng mà lại được tôi tặng cổ phiếu, được tặng cổ phiếu, vâng. Và cái cổ phiếu của chúng tôi nó sẽ tăng lên vài nghìn lần, thậm chí sau này lên vài trăm nghìn lần nữa. Tại vì cái thương mại của chúng tôi là thương mại điện tử. Thương mại chúng tôi là liên tiếp. Chúng tôi có bốn nguồn thu, thưa quý vị. Nguồn thu nhập của chúng tôi là
tôi mua các khóa học. Ví dụ anh là giáo viên tiếng Anh, tôi sẽ soạn chương trình, hay là giáo viên sẽ soạn chương trình, tôi mua khóa học tiếng Anh, tôi đưa lên trường đại học Academy chúng tôi bán ra rất nhiều người. Và anh là người nhà văn, anh viết văn hay, anh đưa lên đọc, hay là một mục sư giảng hay, giảng rất hay đi, mục sư cứ giảng, tôi đưa lên trang cái Apple TV của chúng tôi, đưa lên trên cái app của chúng tôi nữa, trang thông tin tất cả cho mọi người đọc, người người nghe thấy hay, được bình chọn, chúng tôi lại thưởng cho mục sư tiền và cổ phiếu. Quý vị mua một ví dụ như là mua một khóa học về âm nhạc, tôi đang nói là chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi và tôi sẽ tuyển lựa tất cả những tài năng đấy. Các em nào chưa đủ thì năm tới lại học tiếp, năm tới lại thi tiếp. Và các em mà học ở đây có thể học ở trên trang online chúng tôi, học thêm kiến thức ở đấy. Con em của quý vị có thể mua một khóa học, cho khóa học nào thì piano, khóa học tiếng Anh, khóa học về về những cái sáng tạo, hay là về ngôn ngữ, hay là tiếng Việt ở trong cái khóa học đấy. Mua khóa học ấy cho con mình học thì có khi 3-4 năm sau cái cổ phiếu nó tăng giá, quý vị đứa cái đứa trẻ này nó trở thành triệu phú. Quý vị chỉ cần 1.000 cổ phiếu, hay là 2.000 hay 5.000 cổ phiếu thôi, giống như Google ngày xưa, hay là Facebook, hay là Amazon, anh bỏ ra có $1 thôi, anh mua được 1.000 cổ phiếu, gọi là penny stock, là 0.001 cent, công ty nào Mỹ cũng thế. Thế bỏ $1 thì được 1.000 cổ phiếu, 1.000 cổ phiếu bây giờ nhân với $1.800 thì có phải là được 1.800.000 không? À, thưa quý vị, những cái công ty lớn chẳng hạn như Amazon hay là Facebook hay là Google như vậy á, cổ phiếu của nó bây giờ nó lên mình không thể tưởng tượng. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó đâu có công bố nó bán cho ai đâu, nó không bán, nó chỉ có những người thân trong gia đình như vậy mới được mua. Thế thì công ty của cổ phiếu của anh David Chính Trương đã có giấy phép và đã bán ra cho một số người rồi. May mắn là hôm nay thì cũng tiết lộ với quý vị rằng là Hạnh Dương cũng sở hữu được một số, phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Chúc mừng anh. Dạ, thành thử là vì đây là tôi muốn mua cái Việt Press, cái Việt Press của anh. Tức là anh đã tới đây để anh muốn tôi có cái hãng thông tấn Việt Press USA.us thưa quý vị. Rất trước đây nó là .com. Vâng. Nhưng mà cái thời gian mà tranh cử năm 2016 thì thấy tôi chụp hình với mấy cái ông ra tranh cử tổng thống, phó tổng thống gì đó. Thế là nó bị người ta đánh sập cái thành thửa sửa lại là vietpressusa.us. Thì .us bây giờ tôi chủ trương rằng không đã đồng đến bất cứ người nào. Tôi chỉ loan tin thông tin thôi. Ai muốn đọc thông tin cứ lên đó đọc, ai muốn phổ biến cái gì lên phổ biến. Thì lâu nay thì chỉ có Google là người ta quảng cáo ở trên cái của tôi là chủ yếu. Khi mà quý vị vô trong một cái trang bài mà quý vị thấy rằng ngay giữa bài mà nó đăng mấy cái quảng cáo của Mỹ thì cái đó là giá trị đấy. Là giá trị nó phải chọn nhiều nó mới đăng cái đó, chứ không phải mình dễ dàng mà được đăng cái đó. Phải số lượng độc giả lớn. Rồi từ cái trang của tôi thì nó qua Facebook hàng ngày, quý vị thấy tin thế giới, tin này tin nọ đủ hết không? Sau này thì tôi viết bằng cái tiếng Anh nhiều hơn. Hay đấy, vẫn viết bằng tiếng Việt nhưng mà tiếng Anh thì toàn thế giới nó đọc. Đúng rồi. Còn viết tiếng Việt thì một số của mình Việt Nam nếu họ có đọc hết thì có 96 triệu. Nhưng mà đâu phải ai cũng đọc đâu. Thì chỉ có một số người thôi. Việt Nam thì người ta đọc tin không? Hay là một là vấn đề chính trị, hay là đánh ghen, hay là gì đó thôi, không? Lòng đẹp. Còn thì ở đây mấy người lớn tuổi thì tôi có làm việc cho một cái tờ Nhật báo, người ta báo in.
Nhưng mà bây giờ những người lớn tuổi thì họ thích đọc báo in, nhưng mà bây giờ báo in nó cũng lỗi thời rồi. Những đứa trẻ ở Mỹ thì nó cũng đọc tiếng Anh nhiều, nên khi tôi chuyển qua là tôi viết bằng tiếng Anh. Đúng hướng ạ. Thì dạ thì cái độc giả nó rất là lớn. Từ đó thì tôi đưa nó qua bên bên Twitter, rồi bên Link, Chúng ta nó tất cả, sẽ dạ lấy thêm nó tất thêm cả. một cái tựa đề là gì anh nhỉ? Nơi là Thì Gling Group à? dạ Dạ, thì được bây giờ cái sau khi mà thương thuyết không? giữa tôi với anh David Chân với là luật sư của hai bên, thì chúng tôi sẽ thỏa thuận là cái Vietpress USA sẽ nằm ở trong của Tập đoàn. Gling Group. Thành thử quý vị thấy rằng là Vietpress USA tới đây thì phía dưới nó có chữ Gling Group, G, chữ G là viết chữ Global. Thì khi đó thì ngoài cái vấn đề là cái hợp tác đó, thì tôi cũng nhận lời làm vừa là cố vấn vừa là một cái nhân vật điều hành ở trong cái Link Group này. Rồi, chuyên về media, chuyên Thành về thử thông tin, truyền thông, truyền hình, báo chí, là rồi sự kiện. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thi hoa hậu quốc tế. Chúng tôi sẽ tổ chức các siêu mẫu hoa hậu model. Chúng tôi sẽ tổ chức talent show cho tất cả các em cũng như chúng những người ta lớn phải tuổi hát hay đưa vào chúng tôi nghĩ tôi. rằng là lý do, thưa quý vị, tôi cũng có được cái ở đây thì tôi có làm những cái trong những cái ban tổ chức, chẳng hạn như cuộc thi về về đại hội điện ảnh thế giới ở vùng Silicon Valley, nó kết hợp giữa Hollywood, Bollywood và các cái quốc gia đến đưa điện ảnh đến thi đấy. Thì hay là những cái cuộc thi về người mẫu thế giới, thì tôi cũng nằm ở trong những cái đó. Và tôi thấy rằng chúng ta cần phải làm sạch cái những cái cuộc thi Đúng rồi. hoa hậu toàn là tổ chức rồi bán Dài. cái giải, mà có những người thì đổi đổi cái rổ đó lên, tôi thấy đúng là đổi cái rổ chứ không phải là cái vương miện. Thành thử tôi cũng đồng ý với anh David Chiên Trương rằng là nếu mà tổ chức cái vấn đề này, thì khi đã tổ chức thì chúng ta phải hoàn toàn là trong sạch hóa, Chính xác, để chúng cho cái ta người trúng giải người ta phải hãnh diện và cộng đúng. đồng chúng ta cũng hãnh diện. Thì thực ra nhiều người nhận giải hoa hậu rồi mà có khi không dám nhận nữa, không không về sau thấy người ta nói nhiều quá không có dám nhận mình là thương hiệu hoa hậu nữa. Thì thưa quý vị là đấy là do những người tổ chức. Đúng rồi, Thì những cái đối nhà với tổ chức. Gerling chúng tôi thì thực ra thì tôi cũng không muốn chia sẻ rộng về những cái việc khác, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi đã tổ chức là tài năng của chúng tôi phải tài năng thật. Tài năng thật, thực sự tài năng thật. Hoa hậu phải đẹp thật. Hoa hậu phải đẹp, thông minh. Và hoa hậu thì tôi hiểu là hay làm model cũng phải rất thông minh và sắc sảo. Thì sẽ bước vào rất nhiều cái vòng tuyển chọn của chúng tôi. Và chúng tôi làm là bởi thương hiệu chứ không phải là chúng tôi không có cần tài chính. Chúng tôi làm ở đây là làm tìm ra những con người thật có giá trị thật. Đó là lý do tại sao Gerling chúng tôi tạo ra cái giá trị thật cho cộng đồng. Khi chúng tôi tạo ra giá trị thật cộng đồng thì cộng đồng mới quý mến chúng tôi, cộng đồng mới sở hữu cổ phiếu của chúng tôi. Nếu mà ngày mà tuần tôi sẽ hẹn quý vị là thời gian khoảng tháng 10, chúng tôi sẽ công bố rất nhiều thông tin về phát triển Về phát cổ hành cổ phiếu, phiếu. phát hành cổ phiếu ở tại Mỹ. Và chúng tôi sẽ có rất nhiều tờ báo và có rất nhiều đài truyền hình. Chúng tôi sẽ quảng bá. Quý vị mà nhanh tay thì quý vị sẽ thắng. Điều này là chắc chắn thắng, thưa quý vị. Chúng tôi là công ty mỹ thuật đầu tiên trên thế giới phát hành cổ phiếu ở tại New York, thưa quý vị, ở trên sàn. Không phải là một chuyện đơn giản. Và đây là những cái trí tuệ hay là những cái sự khôn sáng Chúa cho tôi. Khi mà thưa quý vị, ngày xưa tôi bán rất nhiều tranh, bán bao nhiêu tranh cũng
cũng tiền nó bay đi đâu hết, nó có cánh nó bay đi đâu hết thưa quý vị. Nhưng mà tôi mới thất bại hết, thất bại này thất bại khác. Mà rõ ràng tôi là người học, không phải ngoài âm nhạc này ra, hội họa ra, tôi còn học quản trị kinh doanh quốc tế của cộng đồng châu Âu cấp cho tôi. Và tôi mở ít nhất là 5 công ty rồi thưa quý vị, từ châu Âu cho đến Việt Nam cho đến Mỹ. Thế nhưng mà không thành công về tài chính. Có bao nhiêu tiền Đi hết. tôi mở cả hai gallery tranh ở tại Florida, hai gallery rất là lớn, thì bán bao nhiêu tranh lại trả cho nhân viên nên là tiền thuê hết. Và cuối cùng thì những cái thất bại đấy cho mình những cái kinh nghiệm, và tôi mới suy nghĩ rằng là tôi nói với Chúa là thôi con bây giờ không thiên không xin tiền nữa rồi. Mặc dù nó lúc này là con chỉ còn tài sản không xin tiền, tôi mới nói Chúa cho con sự khôn ngoan, sự thông minh để tìm ra một con đường, một giải pháp, vì con rất là mong muốn làm ra các cái gì có giá trị thật và giúp cho cộng đồng, giúp cho mọi người để có công ăn việc làm. Đấy là ước mong. Thì Chúa đã ban cho tôi đúng cái ý tưởng mà khi gặp được những người bạn, những người em, những người cộng sự, và tôi đã quyết định mua công ty. Và tôi về Mỹ và tôi càng ngày lại càng, Chúa lại cho tôi càng nhiều ý tưởng. Và thưa quý vị là gì, tôi đã nhìn thấy là từ ngày xưa những họa sĩ như Picasso, Leonardo da Vinci, họ là những nhà bác học. Ông Leonardo da Vinci là không phải chỉ là họa sĩ bình thường, ông vẽ ra giải phẫu con người. Ông Picasso còn vẽ ra những cái ý tưởng của máy bay. Sau rồi người ta mới xem những cái đó rồi người ta mới phát minh cho máy bay. Thưa quý vị, thì tất cả những ý tưởng siêu lợi nhuận đấy, hay siêu cao thủ đấy, hay là siêu hình đấy, vô hình đấy, thì đến từ thiên thượng, đến từ Chúa. Và mình muốn, mong muốn là cái cổ phiếu của Glink nó trở thành sự thật. Đó là lý do tôi đã bỏ rất nhiều tiền ra để làm cái Cái app, app. và dự định cái app của chúng tôi hoàn thành là trong đó có Facebook, có Zalo hay có gọi điện bằng blockchain ở đây. Chúng tôi bán vé hay là bán tranh hay là các tờ báo, báo chí thông tin ở trên app hết, và bán hàng thương mại điện tử giống như có một phần của Amazon cũng có. Thế thì tôi dự định cái app mình xây dựng trong 3 năm mới xong. Và cái app này nó có trị giá khoảng gần 10 triệu đô. Cho nên chúng tôi đổ tiền ra, tôi bán được tác phẩm nghệ thuật bao nhiêu hay các thứ là chúng tôi đưa vào cho các em mới làm thành cái app này. Không có ai tự nhiên là bây giờ bỏ ra 1-2 triệu đô để làm cái app đấy. Nhiều người bỏ ra làm mấy cái app nhỏ nhỏ không thành công. Mà chúng ta làm cái gì nó phải làm tới. Và chúng ta phải có cộng đồng, chúng ta phải xây dựng nó. Và sự thương yêu của quý vị cho David nhiều năm qua là gì? Tôi sống tại sao giản dị là vì Chúa cũng nói là những người mà ở Khiêm tốn khiêm tốn thì sẽ, nếu mà mình kiêu ngạo hạ thì mình mất mình đi hết, sẽ hạ được mình. nâng lên. Dạ đúng không? Cho nên là tôi bị đủ thứ đòn, là Chúa đánh hay ma quỷ đánh. Nghĩa là khi thần của Chúa không ở cùng mình là chắc chắn mình bị ma quỷ chiếm hữu. Nó đánh tơi bời, cất hết tiền bạc, cất đủ thứ, gia đình, vợ con rồi tất cả. Vì cuộc đời của mình là gì? Cuộc đời của mình, thân thể của mình là thân thể thánh Chúa tạo dựng cho mình, thì mình phải sạch. Nên khi cuộc đời của mình sạch sẽ thì Chúa bước vào trong đời sống của mình. Đúng không anh? Thì đấy là tôi có một cái ước mong là gì? Tôi biết là chúng tôi sẽ làm công ty Glink là một trong những tập đoàn nổi tiếng thế giới. Thưa quý vị, Và tôi điều đó là hôm chắc chắn. nay Dạ. đặc biệt là cái Lion TV mời anh David Trình Trường đến để giới thiệu với quý vị, và chúng tôi cũng có một cái thỏa thuận với nhau là tới đây tập đoàn Glink của anh Trinh Trương cũng sẽ có những cái chương trình hợp tác với Dạ. Lion TV.
Quý vị thấy nếu nhà quý vị có nhà cần mua một bức tranh, đâu có mua nổi một cái bức tranh mà năm 70 ngàn hay 100 ngàn hay 1 triệu, 1 triệu mấy. Nhưng mà cái bức tranh người ta phát hành theo cái edit á, là Phiên bản. có cái phiên bản á, như vậy in trên một cái loại Canvas. Hay là giấy. giấy hay là như Canvas. như canvas á, Đúng. thì có được cấp một Chứng chỉ. cái chứng chỉ, Có chữ ký. có chữ ký của tác Và có giả và trong tất có mã cả những số. cái đó nó. Thì quý vị mua một cái bức tranh nhỏ có thể là 100, 200, 300, nhưng mà quý vị được tặng thêm cái cổ phiếu. Đúng. Cũng giống như tới đây quý vị quảng cáo trên Lion TV, thì quý vị chúng tôi Hay quảng nhanh chóng cáo mua. mà quý vị lại được thêm cái Cổ cổ phiếu. phiếu của Glink. Bất cứ Thì một như cái vậy, gì. vâng, Ví thành dụ như thử là bây giờ Việt Press Vietpress USA. USA, quý vị mà có cái quảng cáo ở trên Việt Press USA, quý vị cũng được tặng cổ phiếu nữa. Tất cả như vậy, thành thử Thì để làm gì? tôi Đó mời là anh một Thành cái cách Dương để về giúp để cho làm cộng việc đồng. cho công ty. Để mà giúp cho cộng đồng. Quý vị cho con em dự thi trong những cái chương trình mà của Lion TV tổ chức hay là tất cả, thì quý vị cũng có thể có những cái hỗ trợ đó. Vâng. Thôi xin cảm ơn anh chương trình rất Cảm nhiều, ơn anh. và chương trình nó cũng đầy đủ. Cảm ơn anh rất nhiều và Vâng, xin cảm anh gửi lời chào ơn. đến quý khán thính Thưa giả. quý vị là cho phép tôi được cảm ơn Lion Media, cảm ơn MC Tấn Phương. Tấn Phương. Cảm ơn anh Cảm ơn Sơn. anh Sơn là edit Technology của Đài. Cảm ơn anh Dương. Cảm ơn toàn thể quý vị, sự theo dõi của quý vị. Một chúc cho quý vị có một ngày thật hạnh phúc. Một tối hôm nay là tối rồi, chúng quý vị ngủ ngon. Và quý vị ngày mai là sẽ đi làm việc. Và thưa quý vị, tôi sẽ hứa là khi chúng tôi phát hành cổ phiếu thì mỗi một cộng đồng của chúng ta, chúng tôi sẽ tặng cho mỗi một cộng đồng một 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 cái ID có cổ phiếu trong đó. Để sau đây cổ phiếu chúng tôi tăng lên thì chúng ta sẽ dùng tiền đấy để làm Để cho phát các triển cộng phát đồng. triển cộng đồng. Đó. Xin cảm ơn Xin quý vị. cảm ơn quý Cảm ơn. vị, cảm ơn. Chúa xin Chúa ban ơn cho quý vị.